Vâng, chào quý anh chị nhà đầu tư, thì mình là Ngọc Lâm bên ICB. Thì hôm nay thì mình có một cái mã cổ phiếu giới thiệu quý anh chị nhà đầu tư, đó là cổ phiếu VGT. Thì hôm nay nó có một cái phiên đột biến về cái mặt thanh khoản nha anh chị, đột biến về cái mặt thanh khoản đối với cái cổ phiếu này. Và giữa cái tin đồn thì đối với VGT thì Bộ Công Thương thoái vốn đâu đó là tầm giá 30. Thì cái tin đồn này thì mình chưa xác định là chính xác hay không, nhưng mà đối với VGT hôm nay nó cho cái điểm để mà anh chị tham gia vô nha. Thì hôm nay thì ở cái vùng giá 20, nhiều anh chị nhắn tin phiên sáng có thể tham gia được không, khi mà cái thanh khoản đột biến lên thì em đã nói là bắt đầu gia tăng, mua gia tăng khi nó vượt giá 20 thì anh chị có thể mua mạnh thêm. Thì đối với cái cổ phiếu đây là một cái cổ phiếu mà anh chị có thể tham gia được phiên hôm nay nha anh chị, tham gia phiên này. Còn cái giữ cái tin đồn đó thì mình cũng chưa xác nhận được, nhưng mà đối với cái chart đồ thị thì hiện tại đối với VGT nó là một cổ phiếu đẹp nha anh chị, đột biến về cái mặt thanh khoản thì sắp tới nó sẽ có những cái nhịp tăng tiếp thôi, sắp tới nó sẽ có những nhịp tăng tiếp, khả năng nó sẽ quay lại những cái vùng đỉnh đó. Khả năng rất cao nó sẽ quay lại vùng đỉnh 22 gì đó, thì nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận khá lớn cho anh chị nhà đầu tư nào quan tâm. Thì đi về cái mặt ngắn hạn hơn, đối với cổ phiếu này hiện tại nó đang đóng cái giá trần thì nó sẽ đi ngang thôi, nó sẽ đi ngang ở trong cái vùng giá trần này và nó tiếp tục nó có những cái lệnh kê trần vào. Thì ở cái giai đoạn này thì anh chị biết là đối với VGT thì anh chị nhìn lên cái đồ thị thì cái áp lực mà nhiều nhà đầu tư họ kẹp hàng trong giai đoạn này, bắt đầu nó có một cái tin đồn lên thì bắt đầu nhà đầu tư họ chấp nhận họ mua giá cao, và khi mà nhà đầu tư họ tháo chạy ở cái giai đoạn này anh chị, nhà đầu tư nào bị kẹp á, khả năng họ sẽ bán hết cái phiên hôm nay. Nhưng mà về cái mặt hấp thụ của cổ phiếu này hiện tại nó đang mạnh, nó đang rất là mạnh nha anh chị. Nếu như cổ phiếu mà nó quay lại như thế này thì nó cực kỳ mạnh, nó hấp thụ hết cái lượng hàng mà nhà đầu tư kẹp ở trong cái giai đoạn này đi xuống, thì cổ phiếu này trong phiên hôm nay, giao dịch hôm nay là cái cổ phiếu cực kỳ mạnh cho cái phiên giao dịch. Nó phá vỡ những khu vực kháng cự khá là mạnh, để nó đi lên thì nó phải phải có một cái động lực tăng giá gì đó rất là tốt cho giai đoạn sắp tới nha anh chị. Anh chị tham gia vô thì tiếp tục nắm giữ được đối với những cổ phiếu như thế này. Ok, thì đối với cổ phiếu này tiếp tục nó giao dịch ở quanh khu vực này đi. Về cái mặt dài hạn thì nó cũng đang tích lũy một cái nền giá khá là ổn anh chị. Nếu như mà nó cứ tiếp tục đi lên, tiến sát được vùng đỉnh thì nó sẽ phá đỉnh đi lên, tiếp tục một xu hướng tiếp về mặt dài hạn đối cổ phiếu này. Anh chị có hàng lưu ý, mua vào rồi thì tiếp tục nắm giữ nha anh chị, nắm giữ. Đâu đó hàng về thì mình xem xét sau, khả năng hàng về thì anh chị có một cái lợi nhuận. Chúc anh chị có một ở cái giai đoạn này thì rất là nhiều cổ phiếu để anh chị tham gia, thì chúc anh chị có một cái lợi nhuận lớn nha. Cố gắng để mình kiếm được cái lợi nhuận giai đoạn này, chờ cái thị trường nó xác nhận phá cái vùng đỉnh nữa thôi anh chị. Hiện tại thì nó đang phá đỉnh rồi, thì sắp tới sẽ có siêu sóng của VN-Index cho anh chị kiếm một cái lợi nhuận khá là ok. Thì nhớ ủng hộ và subscribe kênh nha anh chị. Xin chào, hẹn gặp quý anh chị vào những cái chia sẻ về những mã cổ phiếu tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.